công trình nhà ở kết hợp kinh doanh quy mô lớn nhưng chưa được cấp phép xây dựng, bị xử phạt, buộc khôi phục hiện trạng nhưng vẫn ngang nhiên thi công, hoàn thiện và đi vào hoạt động, khiến dư luận tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn bức xúc và đặt nhiều nghi vấn. Theo công văn số 145 CV-UB-KT-HI ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Chợ Đồn, công trình xây dựng nhà ở tại tổ 5 thị trấn Bằng Lũng do bà Hoàng Thị Nâu đứng tên không đủ điều kiện để cấp phép xây dựng. Xây dựng nhà ở ngoài phạm vi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây nhà ở khi chưa được cấp phép xây dựng, xây nhà ở trên đất đang quy hoạch. Cũng theo công văn trên, ngày 19 tháng 6 năm 2018, Ủy ban Nhân dân thị trấn Bằng Lũng đã lập biên bản ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Hoàng Thị Nâu về hành vi lấn chiếm đất phi nông nghiệp, không phải đất ở, phạt tiền 4 triệu đồng và buộc khôi phục hiện trạng đất trước vi phạm, buộc trả lại phần đất đã lấn chiếm, yêu cầu tháo dỡ, khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, trên thực tế, công trình này vẫn thản nhiên xây dựng, hoàn thiện và nay đã đi vào hoạt động. Những sai phạm mười mươi đó không những không bị tháo dỡ mà đến nay còn được xây dựng khang trang, quy mô và hoành tráng hơn. Liên tiếp những văn bản, quyết định được ban hành, ấy vậy mà công trình sai phạm này vẫn ngang nhiên tồn tại, thách thức pháp luật. Câu hỏi đặt ra, ai là người có trách nhiệm và đã bỏ qua tất cả các sai phạm nghiêm trọng đó? Theo tìm hiểu được biết, công trình này do bà Hoàng Thị Nâu, sinh năm 1943, đứng tên. Con trai ở cùng nhà bà Nâu hiện đang là lãnh đạo một phòng chuyên môn của huyện Chợ Đồn. Phải chăng công trình sai phạm này có liên quan đến cán bộ chủ chốt của huyện nên tất cả mọi sai phạm đều được làm ngơ? Phản ánh đến phóng viên, ông Nguyễn Đình Tuyển cho biết, công trình do bà Nâu đứng tên, trong quá trình thi công không chỉ lấn chiếm mà còn gây thiệt hại cho căn nhà ngay cạnh bên của gia đình ông. Đầu tiên thì anh ấy đập nhà thì ông ấy phá cái mương nước của nhà mình đi. Xong là bắt đầu mình có làm đơn thì là chính quyền cũng xuống xác minh nhưng mà cũng không xử lý triệt để. Tiếp tục đào móng thì lại tiếp tục khoét vào đất nhà mình tiếp. Rất là nhiều cái hành vi khi mà đổ mái tầng 1 thì cũng tầng 3, tầng 1 thì lại đập sang lan can nhà mình. Bao nhiêu cuộc hòa giải thì cũng không thành. Theo thanh tra huyện ủy ấy là có gửi cho gia đình tôi một cái thông báo là không được xây dựng, không được cấp phép và là đang ở trong diện quy hoạch mở đường vào Mượn Thổ, đường tránh, không được cấp phép và không thời hạn. Vậy mà nhà bà Nâu vẫn cứ được xây lên đến tận tầng 4, cũng mong được xem xét lại. Trước sự việc trên, dư luận có quyền đặt ra câu hỏi, có hay không việc Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Đồn và Ủy ban Nhân dân thị trấn Bằng Lũng chỉ lập biên bản cho có hay đã bật đèn xanh cho công trình trên tồn tại? Báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin. Tuần Châu, điểm đến thiên đường.